Hello, Hân mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Cả nhà bữa nay dắt chiều Hân đi ra đồng để cắt rau muống cho heo ăn. Thì chạy từ ngoài nhà mình mà chạy YouTube trong đây thì mới có được cái đám rau muống này, nó hơi tốt tốt. Thì bắt đầu Hân sẽ xuống đi cắt, mời cô chú anh chị các bạn cùng đi cắt rau muống với Hân nha. Đi đem theo cái giỏ sạch cả nhà, đem theo hai giỏ. Cái dụng cụ không thể thiếu, cái lửa hai. Rồi, bây giờ mình xuống đây mình cắt cái nha. Cái đám rau muống chỗ này nó tốt nè. Chứ từ ngoài nhà mình á là mấy cái chỗ gần gần đó, nó còi cọc hết trơn. Bữa nay là đi ra tốt ngoài xa luôn á cả nhà. Cái chỗ rau muống gần nhà mình á cắt riết mà nó còi cọc, không có chỗ nào mà tốt rồi chứ. Có ở đây nó tốt rồi nè, giờ nó ăn đã rồi. Cũng non non không. Chắc thấy nó lát cái mình gom lại cái nha. Đây nó cũng không có sâu nha. Mỏi tay. Chỗ này gọt tốt tốt không? Gọt nó tốt chứ nó dạo luôn nha. Rau muống này nó tốt tốt gì dài heo nó phái lắm cả nhà. Không giờ mình cắt ở ngoài kia cái cọng nó dài dài không à, nó ăn nó chê. Cái này giờ là nó phái lắm, non non không mà nó tốt luôn. Dạy nè mẹ ơi. Đấy, có kiền không? Thank you.
nuôi có mấy con heo mà nó ăn từ sáng tới chiều cả nhà ơi, tới tối nó vẫn còn ăn nữa. Phải nuôi heo phải tranh thủ đi cắt, em muốn cho nó nhiều nhiều gì nè, kém thôi nó là bể cái lạng. Cái món này giờ mình bóp gỏi, lấy cái đậu non nó mình bóp gỏi cũng ngon cả nhà. Chấm cá kho. Quá chèn nó tốt. Cắt mà nó ủng luôn á cả nhà. Cắt cái cục này rồi tới đó nữa là lên được rồi, nhiêu rồi đủ ăn cho heo ăn nè. Cái chỗ còn nó nè, 11 thì mình vô mình cắt tiếp. Cái này thì là rau muống đồng cả nhà. Rau muống đồng này nó lên thiên nhiên, không có trồng. Nên cái này mình cắt đặt nó cắt cho cái heo ăn giả luôn. Nó tốt rồi nè, cái này là nhờ người ta bơm nước vô nó mới tốt gì nè cả nhà. Chứ đợt hỏm á, nước người ta chưa có bơm để xả lúa á. Chàng ơi nó không có nước, nó nóng á. Nóng cái rau muống nó còi cọc hết trơn. Cái này là người ta bơm nước vô nè, bằng người ta xả lúa. Cho nên rau muống hay là tỏ cây gì nó cũng tốt vậy. Tháng mưa mà xuống á, rau muống nó tốt dữ lắm. Lo mà cắt cho heo ăn nữa. Cắt xong cái cục này nữa đi cho mình. Nhiều này để Thanh đi gom thử coi đầy hai giỏ sách chưa. Nếu mà đầy rồi thì mình khỏi cắt nữa cả nhà. Gom lại. Lấy hai cái giỏ sách. Gom qua đây trước đây. Đây cũng được. Trời ơi, khó còn muốn á. Thấy gì nó cũng nhiều lắm cả nhà ơi. Mệt cả nhà ơi. Mấy con heo này nó hành mình dữ dằn luôn. Một giỏ rồi đó. Thank you.
giờ con heo nó ăn được một muỗi rồi cả nhà. Cây nọc không à? Này mình ép cho nó đầy hai vỏ luôn cả nhà. Nay là mấy ảnh ăn no mồi mấy ảnh rồi. Giờ anh Kim lên xe. Rồi thì bữa nay buổi chiều mình ra đây mình cắt được hai vỏ sách cho uống. Bây giờ mình trở về cho heo ăn cả nhà. Let's go. Wow.
hai vỏ thấp cả nhà ơi. Hai vỏ thấp này thanh ém nó dữ lắm. Bầy heo của mình á cả nhà, do là nó có cái hầm ở Thanh Làng cho nó cái hầm mới đắng kìa. Giấc trưa nắng nóng á, cái nó xuống cái hầm nó có nước á, hèn ôi mấy anh ủi cái đất nó xuống nó dơ hầy. Bữa mà anh xuống tắm bùn nè cả nhà, coi nè con nào cũng đấy mình mãi xình lầy không, nó dơ cái nhà ơi. Nó xuống đóng bùn á, nó tắm xình á, nắng nóng quá nó xuống nó tắm. Cái này mà anh ăn rồi đó, đói rồi. Rồi giờ hồi giấc ra chưa giờ rồi. Con heo này nó ăn rồi thì nó ăn, nó lựa cái cành ngon nhất, nó ăn rồi nó khôn rồi đó. Nó ăn cái khúc ở trên trước không, mà cái khúc dưới cái chỗ ăn nó cắn ngang con này cả nhà. Nó cắn ngang cái đọt luôn. Nè. Dặn. Nè. Ôi bữa nay là Thanh thấy nó trọng trọng hết nè cả nhà. Bữa nay mình nhìn mới thấy nó trọng á. Do là bữa nào mình cũng nhìn mấy cái gì. Nổi nằng nó ăn khúc dứng lên rồi nổi khúc dứng ra nè. Này gỗn 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 đi cả nhà. Này gỗn 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 gỗn. Thì mà thử vô là nó ăn cái gì đó cũng được, còn dán của nó tướng mềm gì nó cũng lút láng hết trơn. Thấy mình đi qua đây cái nó nhát rồi cả nhà. Cái này là heo mình nó dạng lắm rồi đó. Chứ mà chật hởm á, mới đem về á nó nhát, nó chạy đi nó rút vô trong lá chuối nó trốn không à. Bây giờ mình lại gần nó được rồi đó. Nó dạng. anh bự lắm chạy. Quá trời mà anh dơ rồi. Anh lùi xình đó cái nhà ơi. Nó tắm bùn nữa đó. Cái anh đó là lúc nào cũng vậy chứ, có cái gì đồ ăn cái gì cũng công đi chỗ khác, ăn xong cái lại công cái khác cả nhà. Cũng công lại đó đó, lát anh ăn hết anh lại anh công nữa, lát nữa Thanh quay cái chỗ mà tắm bụng của mấy con heo đi cho cả nhà xem. Quá chuyện manh lùi vậy, tại giấc trưa nắng mình làm cho nó cái hầm để nó tắm đó cả nhà, cho nó mát, mà không ngờ là nó tắm mà nó lùi xình. Thôi nào con né xình cho hay. Rồi ăn nhìn mới ghét nè. Nè gỗn 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 nha. Tôi muốn gì nó non mà nó giòn nữa, bữa nó nhai gỗn gỗn gỗn. Cho nó ăn ngay đi. Tại đây là cái nơi. Cái dũng bụng của nó đây nè cả nhà. Lúc mà Thanh làm cái hố là nó nhỏ xíu à. Nó nằm tuốt trên cao mà bây giờ nó đào sâu mấy luôn cả nhà. Coi nè. Nó lùi là trượt ba ten nữa nè. Đó, cái hố trượt ba ten đó, lùi sình đó. Thấy không? Đó rồi cái hố bên kia cũng trượt rồi, để cho dành đi lên nữa đó cả nhà. Quá chèn nè, coi nè cái bò mình là cao nhồng như nè, mà nó bớ ghiếc mà tuốt xuống dưới luôn á. Làm cho nó tắm. Thì cái ngoài này có trồng thêm vài mấy cây mít nữa nè.
cái chuồng trong này là Thanh nghĩ cho nó vô rồi cả nhà ơi. Do là ở trong này mình trồng dưa gang nè, với mấy cây mít đó, cho nó vô nó phá bánh hết trơn à. Được hai trái dưa gang á cả nhà. Đó đây một trái, trong kia một trái. Nó vô một cái là nó ăn không còn một cái lá dưa gang nữa. Chứ không trồng mấy cái mít ở trong để dành cho có trái cho mấy ảnh ăn. Để cho mấy ảnh mà vô được cái chuồng này rồi ha là mấy ảnh tung bành tranh bành hết trơn, không còn cái giống gì luôn cả nhà ơi. Ai chờ ăn kìa, ăn chút xíu là hết trơn cái đám không muốn luôn cả nhà. Chứ làm gì đâu mà chạy, thấy mình lạnh nó chạy đá kèn nó ăn. Ở cái đám mình đó muốn bành rồi đó, thấy không? Còn cái đám bên đây lũi lũi một hồi là hết trơn cả nhà. Con nào con lấy cái bụng chà bá luôn á, mà nó vẫn ăn ăn hoài luôn á. Có hai con đẹp nhất bảy nha. Hai con đó là lúc mình bắt nó cũng nhỏ nhất bảy cái nha. Bây giờ nó không lao lớn luôn, nó còn bự. Ngày gỗn gỗn. Coi camera đưa vô nó kè kè, nó tát luôn camera kìa. Đưa vô nó tát luôn đó. Cả nhà thì bữa nay là chắc chiều Thanh đi cắt rau muống về cho heo ăn thì nó ăn cũng gần hết rồi cả nhà. Cái này nó ăn chừng tới chiều tối là hết trơn, không còn một cọng nữa cả nhà. Nó non gì nè, nó ăn dữ lắm luôn. Cắt về cho nó ăn được hai vỏ sấp. Chắc ngày mai mình vô đó mình cắt nữa, cắt cho nó ở trong nó còn hai ba đám tốt tốt rồi mình cắt về cho heo mình ăn. Thôi bữa nay cũng chiều rồi, đi vô nấu cơm ăn nữa cho nó ăn xong tới mình ăn cả nhà, chứ đói gì cũng nổi. Thì video của Thành đến đây Thành cũng xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã dành thời gian xem hết video của Thành. Cả nhà nhớ đón xem video tiếp theo của Thành ngày mơ nha. Nhớ like đăng ký chia sẻ để hỗ trợ Thành có động lực để nhiều video hay đến nhà. Cái like cái gì? Cái like cái nhà đi heo.